một sáng mùa xuân bầu trời đầy én bay một người từ hai ngoài quay về cô hương mang theo nỗi khát khao về một nhịp câu mang theo nỗi ước mơ về kính thưa tất cả quý vị khán thính giả góc nhìn Hoàng Duy Hùng ngày 12 tháng 5 năm 2021. Thưa quý vị, khi dịch Covid bùng nổ ra thì Triều Tiên lúc nào cũng nói là nước của họ không có ca Covid nào hết. Thế giới không có tin, nhiều người không có tin, rất nhiều người nghi ngờ. Nhưng Triều Tiên đã chứng minh rất nhiều lần bằng những hình ảnh, thí dụ như là chủ tịch Kim Jong Un đi dự các lễ hội với đệ nhất phu nhân và với các tướng lãnh với những việc quan trọng trong nhà nước mà không hề đeo khẩu trang họ vui vẻ giống như là một quốc gia chưa từng bao giờ thấy con Covid-19 những hình ảnh họ chiếu lên trên đài truyền hình của quốc gia và các th nơi trên thế giới lấy lại được thấy rất là tự nhiên. Nhưng mà nhiều người hỏi rằng là chứ có phải như vậy hay không hay là còn có một cái sự gì giấu giếm bí ẩn ở đằng sau. Rồi người ta cứ theo dõi hoài thôi. Họ mong muốn có một con số nào đó chính thức từ bên phía của tổ chức y tế thế giới điều nghiên về vấn đề này cho họ biết xem sự thật nó như thế nào để rồi họ còn có thể cắt nghĩa là tại sao Triều Tiên lại không có covid hoặc nữa đó là Triều Tiên cũng đã khi mà thấy có một người từ ở phía Hàn Quốc mà băng qua con sông rồi băng qua cái khu ở khe sông đó, mà vào nơi vào Triều Tiên đó, thì họ đã ứng xử một cách rất là kinh hoàng họ nói rằng là coi chừng này người này có thể là bị dịch bị Covid-19 cho nên nhập vào Triều Tiên thì có thể lây lan uh, Covid cho nước của họ. Nên họ đã có một cái thời kỳ quý vị đã nghe tin tức rồi. Họ ứng xử một cách rất là dữ dội. Họ cách ly anh này rồi họ đỏ hỏi xong rồi cuối cùng cũng là người đó là trốn chạy là vì vấn đề tình địch này nọ mà thôi. Rồi những câu chuyện như là Triều Tiên không chịu đi dự Olympic rút khỏi Olympic ở Nhật vào tháng 7 này. Họ nói rằng là phái đoàn của họ không thể nào mà đi qua những quốc gia bây giờ đang có dịch mà mang dịch về lại Triều Tiên thì khốn cho người dân Triều Tiên vì Triều Tiên đang được gọi là sống trong sự thoải mái không có dịch. Những điều mà Triều Tiên đưa ra là cho thấy rằng là Triều Tiên không có dịch. Thì bây giờ đó là Tổ chức Y tế Thế giới muốn vào và xem. Thì họ vào thì họ thấy rằng là đi thử, đi thử nghiệm, thử nghiệm những người dân Triều Tiên như thế nào nha. Thì họ mới xét nghiệm, thử liền. Có thử rằng là có bao nhiêu người có bị bệnh hay không thì hôm ngày 11 tháng 5 họ công bố nói rằng là thử như vậy đó là triều tiên thử là coi như là 25.986 người thử randomly đó thử một cách gọi là bất ngờ coi như 26.000 người thử để xem thử là có phát hiện cái covid cái virus covid nó có lây lan hay là cái gì đó trong cái cơ thể của người dân triều tiên hay không thì họ nói rằng là không có một ca nào hết trong khoảng chừng 26.000 ca nhiễm ca được xét nghiệm đó thì không có một ca nào hết họ nói có khoảng chừng 139 ca là xuất hiện có cái kiểu mà giống như là ho nè nhưng mà đó không phải là covid đó chỉ là thí dụ như là uh, mắc bệnh hô hấp cấp tính hay là cái gì thôi chứ không phải là covid Thật ra là khi mà đưa ra như vậy thưa quý vị là nhiều người và cả bản thân tôi cũng rất là ngạc nhiên. Một quốc gia mấy chục triệu dân mà cho tới giờ phút này coi như là không có một cái ca Covid nào hết. Và người ta nói rằng nếu mà có một cái ca Covid nào đó, thì chắc là Triều Tiên cũng đã xử không có để cho cái tình trạng nó lây ra ngoài. Rất là hay. Bây giờ quý vị đã biết là dịch trên toàn thế giới là 220 quốc gia và lãnh thổ đó thì hầu như là chỗ nào cũng bị dính hết nhưng mà, mà chỉ có Triều Tiên là không có cái điều này nó cũng làm cho tôi suy nghĩ rằng là một quốc gia mà người ta cứ hay nói rằng là độc tài đi nhưng mà họ nói là họ theo cái thể chế đơn giản của họ họ kỷ luật họ gắt gao thì có vi phạm nhân quyền đã nói như vậy nhưng mà đó là cái mặt mình nói là khuyết điểm đi nhưng mà nó ưu điểm lại đây rõ ràng là cả quốc gia này không có bị dính covid thì các quốc gia này là đây lại là tôn trọng nhân quyền tại vì giống như ấn độ mà nói đây là là đa đảng chấp nhận cái này cái nọ nhưng mà đa đảng bây giờ của Ấn Độ đó hả nó toang tới giờ tôi khỏi nói rồi hai mươi mấy triệu ca nhiễm rồi bao nhiêu mấy trăm ngàn ca tử vong mà bây giờ thế giới nói rằng là con số mà của Ấn Độ đưa ra không có tin được nó còn cao hơn nhiều lắm phải không vậy thì nếu mà so sánh cái nhân quyền của Ấn Độ với nhân quyền kiểu mà còn là bị bị gọi là đặt trong khuôn khổ kỷ luật kỹ lưỡng không có toang dịch thì cái nào hay hơn làm tôi cũng suy nghĩ cái điều đó nhưng mà nó cũng có những người họ nói là triều tiên may mắn họ nói là triều tiên may mắn là tại vì triều tiên là một quốc gia đóng cửa nên không có những du khách vào thì nó không có bị lây lan là được thứ nhất rồi họ nói là triều tiên là chỉ có biên giới là hàn quốc và trung quốc mà thôi trung quốc thì họ đã hạn chế từ lâu từ đầu nên là không có bị không có ai nhập qua được cái đường biên giới đó còn hàn quốc đó thì là có cái chỗ phi quân sự mà không có là qua được không rồi có một lần mà một người hàn quốc trốn qua thì họ đã làm rầm lên rồi thì nó là hàn triều triều tiên may mắn như vậy cho nên triều tiên không có bị dính covid là không có bị covid từ xa nó vào đó cũng là một lý luận thôi chỉ một sự suy nghĩ thôi chứ còn mà bảo rằng là nếu mà họ không có kiểm soát chặt chẽ đó thì cũng vẫn có những phái đoàn cơ mà đi tới bình nhưỡng mà phái đoàn ngoại giao này phái đoàn ngoại giao nọ cũng có sự tương tác của nhiều quốc gia nên bảo rằng là không có những cái sự đi từ ngoài vào đó, thì cũng không trúng và ngay cả cái đường biên giới giữa trung quốc và Triều Tiên thì cũng có nói rằng là kiểm soát chặt chẽ nhưng vẫn có qua lại. Tại vì nếu mà không có hàng hóa của Triều Tiên nhất là những mặt hàng sản hải sản thì Trung Quốc cũng không thích. Mà bên Triều Tiên cũng cần có hàng hóa của của của, của Trung Quốc nên bảo là không có qua lại bên biên giới là không có đúng. Có hạn chế thì có nhưng mà có qua lại. Nhưng mà Triều Tiên kiểm soát được không để cho dịch nó bùng ra được thì tôi thấy rất là hay thưa quý vị ai nói gì nói chứ đó cũng là một cái ưu điểm của triều tiên mình phải nhìn ừ. tôi nhớ khi mà ông kim jong un về mới lãnh đạo đó thì các bác chống cộng cực đoan thường hay nói là cái thằng nhảy ranh con nít này biết cái gì mà đòi lãnh đạo coi thường người ta lắm những chiêu thức của ông kim jong un đưa ra đó bây giờ đã thế giới nhiều nhà chuyên gia đánh giá đó là những chiêu thức rất là khôn cao cờ về chính trị đến độ mà tổng cựu tổng thống Donald Trump nói là chứ ông con Kim Jong Un ông khinh thường ông Moon Jae In của Hàn Quốc ông nói là ông Moon Jae In Hàn Quốc không có đủ khả năng lãnh đạo không có tài lãnh đạo không có đủ cái clip đánh cờ vì thấy ông Kim Jong Un một mặt là vừa phải đối phó với Trung Quốc một mặt là đối phó với Mỹ ông đi hai đường thẳng bằng đi không đơn giản đâu. Cho nên đừng có coi thường người ta. Tôi từ xưa tới giờ tôi vẫn nói là những người mà bước vào trong những cái vị trí đó rồi không phải là những người tầm thường được. Không phải là những người tầm thường được. Bước lên cái vị trí đó rồi là phải trải qua nhiều cái thứ ghê gớm lắm mới bước lên nổi. Nên mà coi thường họ thì không đúng đâu. Và chính vì như vậy cho nên với cái sự quyết liệt của ông Kim Jong Un thì bây giờ là này là không phải là do Triều Tiên công bố mà là do Tổ chức Y tế Thế giới Who công bố nói rằng là Triều Tiên không có một ca nhiễm Covid-19 nào hết. Họ giữ được đất nước của họ thanh bình. Thì chúng ta chúc mừng cho Triều Tiên. Và đó là bản tin và góc nhìn của tôi về vấn đề này. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi với tôi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau